Âm vi Bụt Đăng dạ nâng gạch chá hàm mi con nếm hành lòng thành kính sinh vi Phật lần thứ ba tạ ti dâm bị đấm mong dạ nâng gạch chá hàm mi con nếm hành lòng thành kính sinh vi Pháp lần thứ ba tạ ti dâm bị sân cắn dạ nâng gạch chá hàm mi con nếm hành lòng thành kính sinh vi Tăng lần thứ ba. Bụt thằng sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thâm mang sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Sang khang sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu ti dầm bi bụt thằng sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhì, đu ti dầm bi thăm mang sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Lần thứ nhì, đu ti dầm bi sang khang sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Lần thứ nhì, ta ti dầm bi bút thăng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ ba, ta ti dầm bi thăm mang sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Lần thứ ba, ta ti dầm bi sang khang sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Lần thứ ba, thì sa ra năng nịch thị tăng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phạn tê dạ chúng con xin vâng. Bà na thi bà ta về ra mà đi sẽ có bất năng sa ma đi dạ mi con xin vâng về điều học là quy tránh xa sự sát sanh a đình na đa na về làm mặt đi sẽ khó bất năng sa ma dạ mi còn xin quan như điều học là quy tránh xa sự trộm cắp cà mê su mi cha cha ra về làm mặt đi sẽ khó bất năng sa ma dạ mi còn xin quan như điều học là quy tránh xa sự tà hạnh mu sa wa da về là mạnh đi sẽ không bất thành sa ma đi giáo mi còn xin quan dự điều học là quy tránh xa sự nói dối sự ra mê ra yam ma cha pa ma đắc tha na về là mạnh đi sẽ không bất thành sa ma đi giáo mi còn xin quan dự điều học là quy tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Ba na ti ba ta quê ra ma ni xích kha ba đăng sa ma di a mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh a định na đa na quê ra ma ni xích kha ba đăng sa ma di a mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp ca mê số mất cha cha ra Quê Ramani Sức Kha Ma Đăng Samadhi Yami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh Mu Sa Wa Da Quê Ramani Sức Kha Ma Đăng Samadhi Yami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối Sura Me Raya Machapa Ma Dathana Quê Ramani Sức Kha Ba Đăng Samadhi Yami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ý mà ni bánh cha sĩ khá bật hà ni sa thu cân ca toa ngọc bá ma đê na ni cha ca lăng samara kỳ tập băng
Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ra quy giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phàn tê và chúng con xin vâng. Sì lê na sô các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, được giải thoát nhâm niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thủ lành thai. Uttamang ghê na hoàn đề hằng bà đa bằng sung quá rút ta mang. Bụt thệ vô kali tổ đô sô bụt thô. Kha ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vi phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoàn đề hằng thâm anh cha đu vi thần qua rằng thâm mày vô kha li tô đô sô thâm mồ kha ma tu tăng ma mằng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng Phật bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoàn đề hằng sanh khạnh cha đu quy đô tha mạt ta mạn sanh kệ vô kha li tô đô sô sanh khổ kha ma tu tăng ma mạn. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mít trở lại cho ngài để ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con được trọn phước báo ạ. Sư rạch mình mê bụt thá sê thô sà rì bụt tô chá đắc thí nê hoa mạ ẩn sê mộc gà la nô bụt rà tô bí đắc cà tá dân bạch chí mê mạ mạ nan đô kỳ nà sá hoa chá tôn đí sà sá mạn tà lô ca bà la chín đá đê hoa sá prâm mạ kai tê sang a nú phá vê nà sá bê phá yau bạch đá hoa a nê ca an tá rà yá bì vi nà sán tu a sê. Dạ tôn Đức Phật ngự trên đầu, vai mặt xá lợi Phất, vai trái kiền liên hầu. Trước mặt là tâm tạng, sau lưng A Nan chầu bốn phương A La Hán để thích lẫn phạm thiên vô oai lực pháp màu. Hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Sạc gạch tòa bồ tát ra tà năng ngô sạc thằng ngô tạp măng quá răng hí tăng đê và mạ nô sa năng bồ tát tê chê na sô thí na na san tu bạc đa quam bê đục khá vù bát sa mên tu tê sạc gạch tòa thầm mạ ra tà năng ngô sạc ngô tạp măng quá răng bà rì la hù bát sa mạ năng thầm mạ tê chê na sô thí na na san tu bạc đa quà sầm bê phát gia vù bát sa mên tu tê sạc gạch tòa sang kha ra tận hằng ngô sa thằng ngô tam măng và răng à hu này dân bảo hu này dân sang kha tê chê na so thi na na san tu bát đa hoa sập bề rô ga vu bát sập men tụ tê nguyện cầu uy đức phật bảo nguyện cầu uy đức pháp bảo nguyện cầu uy đức tăng bảo. Xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa và những điều trở ngại, những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt.
Sa thủ lành thai, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, động sinh quan hỷ phước đều. Chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc trên cõi nạn tai. Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con quy thủ đạo màu, tu hành tinh tận ngọ hầu vô sanh. Dặn kinh chi cú sa la cam mang các tấp bằng kiri yang ma ma ca ye na wa cha mana sa ti đa se su ga tăng các tăng ye sát ta san ni no a ti ye cha sát ta a san ni no ca tăng quân nhã pha lăng mây hằng sắp bê pha ghi pha hoàn tu tê về tăng ca tăng su vi đi tăng đinh năng bụng nhã pha lăng ma gia về cha ta ta na cha nan ti đề hoa ganh tọa ni huệ đa dụng sắp bê lô cầm hi về sát ta chi quan ta ra hê tu ca ma nụn nhân phô cha năng sắp bê la phàm tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đà tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà. Chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng, được mà hưởng an phước con hồi hướng dân ban. Chúng sanh hay biệt hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đền hầu mạch ngay. Có người làm phước được rày lại đem hồi hướng, hiện nay khắp cùng sanh hoan hỷ lệnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, sinh thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Y đăng nô nha ti năng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, con xin hỏi đến thân bằng quyến thuộc của chúng con đã qua vãng rồi, cầu xin cho các vị ấy hằng có được sự yên vui. Y đăng quá ta mê bồn nhân a sa quá ca gia quá hằng hồ tu, xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tam quy ngũ giới cho đạo tràng chúng con và đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Con cũng cảm ơn quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Tất cả phước báo nào có được ngày hôm nay con kính dâng đến Ngài cùng chư tôn đức, quý bà quý cô tư nữ. Con cũng chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài luôn được an vui và sớm đạt được đạo quả giải thoát. Mong rằng phước này cũng trợ duyên cho quý vị trong đạo tràng tu tập tiến hóa, sớm đạt được thành tựu y như ý nguyện. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, còn kính dâng mic trở lại cho ngài để ngài dạy bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng, trong những nick name mà chúng tôi được rõ, chào quý ni sư, quý cô tu nữ, chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn số 25. Và trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn đức tam bảo Ratana Tayas Wanda Mi Buddho Mahesi Arahang Tathagato Loko Sammo Sabbagaru Hiche Thakko Loka Sasatha Chanadam Mako Vido Wanda Mahantang Narapu Chanay Yakang. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não rối trần, tôi thường giáo chủ trí năng vô lượng, từ đế Ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần,
Con xin đảnh lễ Phật ân đại thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bà đi bồ quý giá ta sát sát thú nô lô ca nó mạnh thá sá quý nà ca rù cù sát bà nhu bút thấp bà đi phụ tí sành nhá tù hoàn đà má hành tầng ná rập phù. Cái này giá cần pháp bảo với như ánh vàng như là soi sáng vật mạng vô minh phá tan lầm lạc dũng sinh đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lãnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô quý số thô số gắt tá sa sa quá cô sét kha số cà mô quá lá thầm má sét kha cô niên đà bất sân sa lý hà na đá rồ quá rồ quan đà má hành tầng ná rắp phù. Cha này giác cần tăng bảo thêm văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa theo pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hì đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tà nát tê giá tê chê ná sê kha mê ê tu quá thà nàng thà xà bí à nú khoa quê ná sá hà xà dê ná sê chà tu. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Dạ. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn số 25. Bụt Thà Nề Nắp Bắc Mà Đề Nạ. Bụt Thà Nề Nắp Bắc Mà Đề Nạ. Bụt Thà Nề Nắp Bắc Mà Đề Nạ. Quý vị nghe cái giọng đọc ha. Quý vị thấy cái câu này chỉ có hai đoạn âm ha. Còn trường âm tất cả sáu từ. Rồi câu số 2. Sân giáp mê na đáp mê na cha. Sân giáp mê na đáp mê na cha. Sân giáp mê na đáp mê na cha. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Út thà nề nắp ba mà đề na sân giáp mê na đáp mê na cha. Út thà nề nắp Bà mà đề nã sân giáp mê nã đáp mê nã cha. Ô thà nề nắp bà mà đề nã sân giáp mê nã đáp mê nã cha. Rồi bây giờ câu số 3, câu số 4. Đi bằng cái dĩ ra mê thà quỳ. Đi bằng cái dĩ ra tháp mê thà quỳ. Đi bằng cái dĩ ra tháp mê tha quỳ. Và câu cuối cùng. Dân ô khô na phí kỳ ra tí. Dân ô khô na phí kỳ ra tí. Dân ô khô na phí kỳ ra tí. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Đi bằng cái dĩ ra tháp mê tha quỳ dân ô khô na phí kỳ ra tí. Đi bằng cái dĩ ra tháp mê tha quỳ dân ô khô na phí kỳ ra tí. Đi bằng cái dĩ ra tháp mê tha quỳ dân ô khô na phí kỳ ra tí. Rồi bây giờ anh ta ôn lại bốn câu này. Út thà nề nắp bá mà đề nó sân dễ sân giáp mề nó đắp mề nó chắc đi bằng cái dễ là tháp mề thà quỳ dần ô cô na phí kỳ ra tí. Út thà nề nắp bá mà đề nó sân giáp mề nó đề nó đắp mề nó chắc đi bằng cái dĩ ra tháp mê tha quy dân ô cô na phí kỳ ra tí. Út thà
Nắp ba mà đề nó sang giáp mê nó đắp mê nó chả đi bằng cái gì ra tháp mê thà quỳ dân ô khô na phí kỳ ra tí cũng hơi chắc chắc ha. Nói vậy chứ không có xuồng, nhất là cuối câu số 2 nó là đoạn âm. Rồi bây giờ đọc lại lần nữa. Út thà nề nóc bác mà đề nó sân giáp mề nó đắp mề nó chắc đi bằng cái diệt ra tháp mề thà vì dặn ô khô na phí kỳ rác tí. Như vậy thì câu này nếu nói về trường âm đoạn âm đọc theo giọng kinh thì tương đối khó. Quý vị có thể dừng lại bất cứ chỗ nào, nhưng mà đừng có dừng cuối câu số 2 ha. Đam mê nó chạy đi ha, có thể chạy qua cái chữ đầu của câu số 3. Đam mê nó chạy đi. Rồi. Câu Phật ngôn 25. Một câu 8 tự. Và cái giọng kệ thì tương đối cũng dễ chứ không khó ha. Và đọc giọng kinh trước rồi qua giọng kệ sau. Út thà nề nóc bá mà đề nó sân giáp mê nó đam mê nó chết đi bằng cái gì là tháp mê thà quy dẫn ô na phí kỳ ra tí. Như vậy đó là giọng kinh. Còn bây giờ giọng kệ. Út thà nề nóc bá mà đề nó sân giáp mê nó đà mê na cha đi băng ca di ra tha mê tha quý dân ô cô na phi ki ra tì ôi tha nê nắp ba ma đề na sân gia mê na đà mê na cha đi băng ca di ra tha mê tha quý dân ô cô na phi ki ra tì ổn tha nê nam ba ma đề na sang gia mê na đà mê na cha đi băng ca di ra tha mê tha uy dân ô khô na phi ki ra tì nỗ lực không phong dật tự điều khéo chiếu chế ngự bậc trí xây hồn đảo nước luộc khó ngập tràn. Rồi bây giờ xin mời Siết Kim, Siết Mita, Siết Kim Nhung, Siết Hà. Con xin kính chào sư trí đức, các cô tu nữ và quý Phật tử. Trời ơi, con tưởng cô Mita bấm rồi chứ, con thấy chưa đọc kệ con bấm luôn. Ai nhà con là đầu tiên chứ. Sao đi cô Mít Cà nha. Bấm xong rồi bỏ xuống không được nữa. Nghe rõ ha, nghe rõ, nghe rõ. Bữa nay sư lại sư không có khỏe, khè nữa. Chắc hồi sư uống cà phê vô sư khỏe hơi sư ha. Còn mỗi lần chừng thấy sư đọc giọng rõ con mừng, mà con thấy sư đọc lè khè. Chà không ổn nha. Thôi đọc bài trả bài đi cho rồi. Mở hàng cho nó tốt đẹp đi, đừng có nhiều chị luôn quá. Dạ con xin trả bài kinh Pháp Cú câu số 25. Út tha nề nắp pa ma đề na sằng ya mề na đa mề na cha di phằng kha di ra tha mề tha quỳ yang o khô na bi kỳ ra tí. Út tha nề nắp pa ma đề na sằng gia mê na đa mê na cha di phằng kha di ra tha mê tha quỳ dặn ô khô na bi kỳ ra tí. Phân tích câu mở câu 2. Úc trường âm nhắn, tha nê hai trường âm thông thường, nắp trường âm nhắn, bá đoạn âm, ma đề hai trường âm thông thường, ná đoạn âm. Câu số 2, sân trường âm đọc theo một lưỡi không phải, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Giá
đoạn âm, mê chừng âm thông thường, ná đoạn âm, đá đoạn âm, mê chừng âm thông thường, ná chá hai đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Út tha nê ná pa ma đê ná sang giá mê ná đa mê ná chá đi phăng khá di ra tha mê tha quỷ giang ô khô na bí khi rác đi. Phân tích câu số 3 và câu số 4. Đi trường âm thông thường, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đi hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, thá đoạn âm, nghe tha quy ba trường âm thông thường, câu cúng cùi hai câu cuối cùng, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ô cô hai trường âm thông thường, na trường âm thông thường, thí đoạn âm, kỳ trường âm thông thường, rá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Đi phân khá dí ra tha mê tha quỳ dân ô khô na bí thi rát đi. Úc tha nê ná ba ma đê ná sang giá mê ná đa mê ná chá đi phân khá dí ra tha mê tha quỳ dân ô khô na bí thi rát đi. Úc tha nê ná ba ma đề ná sang giá mê ná đa mê ná chá đi phăng khá di ra tha mê tha quỳ dân ô khô na bí khi rát đi. Úc tha nê ná ba ma đề ná sang giá mê ná đa mê ná chá đi phăng khá di ra tha mê tha quỳ dặn ô khô na bi khi ra tì ụng tha nê na ba ma đê na sẵn gia mê na đa mê na cha đi phăng kha yi ra tha mê tha quỳ dặn ô khô na bi khi ra tì. Nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bạc trí xây hòn đảo, nước lụt khó ngập tràn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sư con có sai gì sư sửa cho con nha sư. Phải cho ông qua đó nha. Quý vị, sư có sai cái nào không quý vị chỉ bảo nha. Đó, khoái nhất là con Bích Tà đó. Vỗ tay vỗ chân. Đó, Hồng Thị Trâm Trân vỗ tay vỗ chân quá trời. Văn Nhất Hạ nó vỗ tay nó. Trời, mấy hôm rồi biến ra mắt tiêu vậy. Bây giờ xuất hiện vậy hả? Chuyện gì xảy ra vậy hả? Kể cho nghe đi nha. Dạ, con xin cảm ơn sư và quý vị tất cả đã lắng nghe. Xin mời cô Mít Đà kế tiếp nha. Dạ, bye, trả máy lại. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ. Tiếp theo đây thì con cũng xin trả bài câu pháp cú số 25. Uttha ne nappa ma de na sang ya me na da me na cha di bằng ca di ra tha me tha quỳ dặn ô gô na phi kỳ ra tí. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Út trường âm nhấn, tha nê hai trường âm thông thường, nắp trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma đê hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng âm, giá đoạn âm, mê trường âm thông thường, ná đá hai đoạn âm, mê trường âm thông thường, ná chá hai đoạn âm, út tha nê nắp ba ma đề, ná sàng gia mê, ná đá mê, ná chá. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Đi
trường âm thông thường, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá dí hai đoạn âm ra trường âm thông thường, thá đoạn âm mê trường âm thông thường, tha uy hai trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ô gô na là ba trường âm thông thường, phí đoạn âm ki trường âm thông thường, rá tí là hai đoạn âm. Con đọc lại câu 3 và câu 4. Đi bằng cá di ra tha mê tha quy văn ô gô na ki rá tí. Và con xin đọc lại hết bài. Út tha nê nắp ba ma đề na sang gia mê na đa mê na cha đi bằng ca di ra tha mê tha quy văn ô gô na phi kỳ ra ti út tha nê nắp ba ma đề na sang gia mê na đa mê na cha đi bằng ca di ra tha mê tha quy văn ô gô na phi kỳ ra ti. Nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hoàng đảo, nước lục khó ngập tràn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Út tha nê nắp ba ma đê na sang gia mê na đa mê na cha đi băng ca di ra tha mê tha quy văn ô gô na phi kỳ ra tì. Và con đã đọc xong, kể xong. Có chỗ nào sai sót thì xin ngài Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Và con nhường mic cho người kế tiếp. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài. Dạ, cảm ơn anh chị Tâm Hạnh đã post bài. Dạ. Út tha nê nắp ba ma đề na sang gia mê na đa mê na cha đi bằng ca di ra tha mê tha quy văn ô phô na phi kỳ ra ti. Út tha nê nắp ba ma đề na sang gia mê na đa mê na cha đi bằng ca di ra tha mê tha quy văn ô phô na phi kỳ ra ti. Nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lụt khó ngập tràn là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Út là trường âm nhấn, tha nê là hai âm thông thường, náp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma đê là hai trường âm thông thường, ná là âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, ná đá là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, ná chá là hai đoạn âm. Út tha nê náp ba ma đê na sang gia mê na đa mê na cha. Đi là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá, dí là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, mê, tha, quy là ba trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ô, khô, na là ba trường âm thông thường, phí là đoạn âm, ki là trường âm thông thường, rá, tí là hai đoạn âm. Đi bằng ca di ra tha mê tha quy văn ô khô na phi kỳ ra ti. Út tha nê nắp ba ma đê na sang gia mê na đa mê na cha đi bằng ca di ra tha mê tha quy văn ô khô na phi kỳ ra ti.
Uthanena bama de na sangya me na da me na cha di bang ka di ra tha me tha wi yang ngô khô na phi ki ra ti Uthanena bama de na sangya me na đà mê na cha đi băng ca di ra tha mê na quy văn ngô khô na phi ki ra ti. Nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lụt khó ngập tràn là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong, con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ, con kính tri ân sư, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, xin mời Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thầm Thầy, Nam Mô Sơn Thầy. Dạ, con cảm ơn Đại Hội Chí Đức, Chí Tông Đức Tăng, các cô tu nữ và kính chào đạo tràng. Con xin đọc bài. Bụt Thầy Uthanena bama de na sang ya me na da me na cha di bang di bang kari kari và tha me tha vi yang o ko na phikhi rati uthanena uthanena pa ma đề na sằng ya mê na đa mê na cha bi tăng ca ca ri ra tha mê tha vi yang o kho na phi kỳ ra tí út âm nhấn tha trường âm đập thực trường âm thông thường đề trường âm thông thường náp trường ná náp trường âm nhấn bá đoạn âm ma trường âm thông thường ma đê hai trường âm thông thường ná đoạn âm sân trường âm đập theo giọng nguyên âm giá đoạn âm mê trường âm thông thường ná đá hai đoạn âm mê trường âm thông thường ná trá hai đoạn âm út thà nê nắp bá ma đê ná sân giá mê ná giá na da me na cha di pang kari ra tha me tha vi yang o ko na phi o ko na phi ki ra tí di trường âm thông thường bằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm ca ý hai đoạn âm ra trường âm thông thường thá đoạn âm mê trường âm thông thường tha quy hai trường mê tha quy ba trường âm thông thường văn trường âm đập theo giọng nguyên âm ô cô na ba trường âm thông thường khí đoạn âm kỳ trường âm thông thường rá đoạn âm rá tí hai đoạn âm đi bằng cá ri ra tha mê tha vi văn ô cô na phi kỳ ra tí uta nê na pa ma đề na sân ya mê na đa mê na cha đi bằng cá ri ra tha mê tha vi văn ô cô na phi kỳ ra tí nỗ lực không phóng dật từ điều khéo chế ngự bậc trí xây hòn đảo nước lụt khó ngập tràn bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Othane na ba ma de na sang ya me na da me na cha di pa ra di pang ka ri i ra tha me tha vi dần ô khô na thì kêu là tiền. Dạ, con đã đọc
xong những cái sai xin ngài và đạo tràng chứng sửa, và con xin cho mất này vì kết thúc. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú số 25. Dạ, cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài, cảm ơn các bạn đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Uttha me nappa ma de na sang ya me na da me na cha bi pang ka di ra tha me tha wi yang o kho na ti ki ra ti. Uttha me nappa ma de na sang ya me na da me na cha bi pang ka di ra tha me tha wi yang o kho na ti ki ra ti. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Uttha me nappa ma de na sang ya me na da me na cha. Ut là trường âm nhấn, tha me là hai trường âm thông thường, nắp là trường âm nhấn, pá đoạn âm, ma de hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, sang trường âm lập theo giọng nguyên âm, giá đoạn âm, me trường âm thông thường, ná đá hai đoạn âm, mê trường âm thông thường, ná chá hai đoạn âm. Út tha nề nắp pa mà đề na sằng gia nề na đa nề na chá. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Đi bằng ca di ra tha nề tha vi yang o kho na tí kỳ ra tí. Đi là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá dí hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, thá đoạn âm, nê tha quy ba trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ô khô na ba trường âm thông thường, tí đoạn âm, ki trường âm thông thường, lá tí hai đoạn âm. Đi bằng ca di ra tha mê tha quy văn ô khô na tí kỳ ra tí. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cuốn số 25. Uttha mê nắp pa mà đề na sằng gia mê na đa mê na cha bì bằng ca di ra tha mê tha quy văn ô khô na tí kỳ ra tí. Nỗ lực không phóng dịch, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước luật khó ngập tràn. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Uttha ne nắp pa ma de na sang ya me na da me na cha vi pang ca di ra tha me tha vi yang o kho na si ki ra ti. Uttha ne nap pa ma de na sang ya me na da me na cha bi pang ca di ra tha me tha vi yang o kho na si ki ra ti. Dạ, con đã đọc phân tích và kể xong, và có gì sai nhờ Sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm ạ. Một lần nữa xin cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài, cảm ơn toàn thể đạo tràng. Và con xin xuống mic ạ, xin nhường cho vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức và quý sư và quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 25. Uttha ne nap pa ma de na sang ya me na da me na cha di pang ka yi đà tha mê tha vi yang ô khô na vi ki ra tí. Xin phân tích câu 1 và 2. Uttha ne nắp pa ma de na sang ya mê na đa mê na cha. Út trường âm nhấn, tha ne hai trường âm thông thường, nắp trường âm nhấn, pá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đê trường âm thông thường, ná đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá đoạn âm, mê trường âm thông thường, đá đã hai đoạn âm, mê trường âm thông thường, đá trả hai đoạn âm. Uttha ne nắp
Tha ma đề na sằng giá mê na ta mê na cha. Câu 3 và 4. Đi bằng thà yi ra tha mê tha vi yang o khô na phít tha na phít thì ra. Đi trường âm thông thường tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ca cái gì là hai đoạn âm. Ra trường âm thông thường thá đoạn âm. Mê trường âm thông thường tha vi hai trường âm thông thường. Dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ô khô hai trường âm thông. Ô khô na ba trường âm thông thường phí đoạn âm. Khi trường âm thông thường rá tí hai đoạn âm. Đi bằng ca dí ra tha mê tha vi dân ô khô na phí khi rá tí. Bút tha nê nắp pháp mà đề ná sang giá mê ná đá mê ná chá. Đi bằng ca dí ra tha mê tha vi dân ô khô na phí khi rá tí. Nỗ lực không phỏng vật, tự điều khéo chế ngự, vật trí xây hòn đảo, nước lục khó ngập tràn của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tha nê nam pa ma đê na sang yang mê na đa mê na cha di pang ka ri ya tha mê tha vi yang u ko na phi ki ri ya ti tha nê nam pa ma đê na sang yang mê na đa mê na cha đi phăng khai ra ta mê ta vi dân ô cô na vì khi ra tiền. Dạ con đã đọc xong, con chính khi anh sư giúp sư và đạo tràng, con có sao xin đạo tràng và sư xử dụng cho con. Con kính mời việc kế tiếp. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 25 ngày hôm nay ạ. Bụt Tha Ne Nắp Ba Ma Đề Na Sang Ya Me Na Đa Me Na Cha Đi Bằng Ya Di Ra Tha Me Tha Vi Yang O Kho Na Phi Kỳ Ra Tí. Út thà nề nắp ba mà đề na sằng gia mề na đa mề na cha đi bằng ca di ra tha tha mề tha vi dân ô khô na phi kỳ ra tí. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Út là trường âm nhấn, tha, nê là hai trường âm thông thường, nắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma, đê là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, ná, đá là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, ná, chá là hai đoạn âm. Út thà nề nắp ba mà đề ná sằng giá mề ná đá mề ná chá. Và câu số 3 và câu số 4. Đi bằng ca di ra tha mê tha vi dân ô khô na phi kỳ ra tí. Đi là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá, dí là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, mê, tha, vi là ba trường âm thông thường, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ô, khô, na là ba trường âm thông thường, phí là đoạn âm, kỳ là trường âm thông thường, ra, tí là hai đoạn âm. Đi bằng cái di ra tha mê tha vi dân ô khô na phi kỳ ra tí. Dạ con xin đọc lại. Út thà nề nắp ba mà đề na sằng gia mề na đa mề na cha đi bằng ca di ra tha mề tha vi dân ô khô na phi kỳ ra tí. Nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lục khó ngập tràn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ.
Uthane nam bhamma ra tha mê tha quỳ dân ô khô na phi kỳ ra ti. Dạ con đã đọc xong và kệ xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Con kính lễ sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn đạo tràng đã cho niềm từ biết là âm thanh rõ. Và bây giờ niệm từ xin đọc và phân tích câu pháp cú số 25 ạ. Uthane napama de na sang ya me na dam me na cha di bang kajira tha me tha wi bang o kho na phi ki ra ti. Uthane napama de na sang ya me na dam me na cha di bang Kajira tha me tha vi yang o kho na phi kỳ ra ti. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Uttha ne na pa ma de na sang ya me na da me na cha. Câu số 1, ut là trường âm nhấn, tha, ne là hai trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma de là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm. Và câu số 2, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, ná đá là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, ná chá là hai đoạn âm. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Đi bằng ca di ra tha mê tha vi yang o kho na phi kỳ ra ti. Và câu số 3, ti là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá dí là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, e tha vi là ba trường âm thông thường. Và câu số 4, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ô khô là hai trường âm thông thường, na là trường âm thông thường, phí là trường đoạn âm, ki là trường âm thông thường, rá tí là hai đoạn âm. Và con xin đọc lại bốn câu. Uttha ne na pa ma de na sang ya me na da me na cha di bằng ca di ra tha me tha vi yang ô khô na phi kỳ ra tí. Uthane na pa ma de na sang ya me na da me na cha di bang ca di ra tha me tha vi yang o kho na phi ki ra ti. Dạ con xin kệ câu pháp cú số 25. Uthane na pa ma de na sang ya me na đà mê na cha đi bằng ca di ra tha mê tha vi yang ô khô na phi kỳ ra ti.
nỗ lực không phóng dật, từ điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước luật khó ngập tràn. Đó là bản dịch chữ ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã phân tích và đọc xong. Con có sai, mong Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa lại dùm con. Dạ, con cảm ơn Đạo Tràng thật nhiều. Và bây giờ niệm từ không có thấy bàn tay của ai hết, thì bây giờ niệm từ xin mời Đạo Tràng lên trả bài tiếp hôm nay ạ. Con thấy cô Tự Duyên đã mới vào Đạo Tràng, thì con mời cô Phúc Hạnh, con mời cô Tự Duyên. Dạ, cô mời An Nhiên lên để đọc bài tiếp hôm nay ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô Pháp Cú số 25. Út tha nê nắp pha ma đê na sang giác mê na đắc mê na chát đi phăng. Ca di ra tha mê tha huy yang o khô na phi kỳ ra ti. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Út trường âm nhấn, tha, nê, hai trường âm thông thường, nắp trường âm nhấn, phá đoạn âm, ma, đê, hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá đoạn âm, mê trường âm thông thường, ná đá hai đoạn âm, mê trường âm thông thường, ná chá hai đoạn âm, út tha nê náp pha ma đê ná sang giá mê ná đắc mê ná chá. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Đi trường âm thông thường, phăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá dí hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, thá đoạn âm, mê tha huy ba trường âm thông thường, dăng trường âm đọc theo dạng nguyên âm, ô khô na ba trường âm thông thường, phí đoạn âm, ki trường âm thông thường, rá tí hai đoạn âm, đi phăng ca di ra tha mê tha huy yang ô khô na phi kỳ ra tí. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 25. Út tha nê nắp pha ma đê na sang giáp mê na đắp mê na cha đi phăng. Ca di ra tha mê tha huy yang ô khô na phi kỳ ra tí. Út tha nê nắp pha ma đê
đa mê na cha đi băng ca di ra tha mê tha vi yang o khôn na phi kỳ ra ti. Nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lụt khó ngập tràn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bích Thái giá, dạ có vị nào cầm mít hay không vậy? Nhật Quỳnh có dịch nhật mít của vị nào không ạ? Hello, hello. Dạ, cảm ơn Thiện Phụ, cảm ơn Giang Nhật Hà, cảm ơn Hồng Mai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu, dạ cảm ơn Kim Nhung. Ồ, có bàn tay của Trần Phụng, à Trần Phụng chờ cho Nhật Quỳnh chút xíu nha. Tại Nhật Quỳnh thấy em ru rồi nên Nhật Quỳnh chạy lại và nhờ cho Nhật Quỳnh đánh lễ với ngài xong Nhật Quỳnh. Cảm ơn Thila, Quỳnh mời Trần Phụng nha. Dạ Nam Mô Bích Hai Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tị Liên và Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu. Dạ sa thú mời Trần Phụng và còn vị nào chưa trả bài thì xin mời bàn tay nha. Dạ Nhật Quỳnh hay lặng lắm. Dạ mời Trần Phụng. Nam mô Ma Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con xin được đọc câu pháp cú số 25. Uttha-ne-nap-ba-ma-de-na Sam-ya-me Sang giá mê na đá mê na cha đi bằng ca di ra tha mê tha vi dân ô gô na phi kỳ ra ti u tha nê na đá ma đê na sang giá mê na đá mê na cha bi đi bằng cái gì ra đi bằng cái gì ra tha mê tha vị dân ô gô na phi kỳ ra tí. Dạ cho con đọc lại lần nữa. Bích tha nê nắp ba mà đề na sân gia mê na đa mê na cha di bằng ca ri ca di ra tha mê tha vi dân ô gô na phi kỳ ra ti. Dạ con xin phân tích. Út là trường âm ngắn, tha trường âm thông thường. Nê là trường âm thông thường. Náp trường âm ngắn. Bá đoạn âm, ma trường âm thông thường.
D cũng trường âm thông thường. Ná là đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Giá đoạn âm, mê trường âm thông thường. Ná, đá là hai đoạn âm, mê trường âm thông thường. Ná, chá, hai đoạn âm. Đi là trường âm thông thường. Băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá, dí là hai đoạn âm, là trường âm thông thường. Thá đoạn âm, mê, tha, vi là hai, ba trường âm thông thường. Dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ô, gô, na là ba trường âm thông thường. Phí là đoạn âm, ki là trường âm thông thường. Ra, tí là hai đoạn âm. Nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chớ ngự, bậc trí say hoàng đảo, nước lục khó ngập tràn. Và đây là bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu, nhà cha con được kể. Uttha ne na na de na sam ya me na da me na cha di bang ca di ra tha me tha ve yang o go na phi ki ra ti Uttha ne na ba ma de na sam ye me na da me na cha di bang kari ra tha me tha vi yang o go na phi ki ra ti. Là con đã đọc và phân tích xong, con có sai, con đến xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ, con cảm ơn ạ. Con xin dâng biết lại và đạo tràng. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Sức Trần Phụng. Nam Mô Bích Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh mến chào Chiếc Lá Mùa Xuân và vào Đạo Tràng. À, Chiếc Lá Mùa Xuân mới vào hay là té rồi vào lại vậy Chiếc Lá Mùa Xuân? Chiếc Lá Mùa Xuân ôn bài chưa? Dạ, Đạo Tràng còn vị nào còn ôn bài không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Ồ, chữ đá mùa xuân rồi, rồi chữ đá, mời chữ đá mùa xuân nha. Dạ con, nghe chữ Đức, con xin quý sư và quý cô tu xin kính chào. Chào đạo tràng, đọc câu Phật môn số 5. Tha nê nê nắp ba ma đề gia mê na đa mê mê na cha đa tha mê tha quy ô na phi kỳ ra tí út tha nê nê nắp ba ma na đa mê na cha đi bằng cá dí ra tha mê tha quy dân ô gô nà phí ra tí út nhấn tha nê hai đoạn trường âm thông thường. Nháp là trường bá đoạn âm, ma đi hai trường âm thông thường. Ná đoạn âm, giá đoạn âm, mê ná đá hai đoạn âm, mê trường âm thông thường. Ná chá hai đoạn âm, út tha nê náp ba mà đề ná sằng giá mê ná chá đi bằng
đi là trường âm thông thường, băng trường âm đọc theo tiếng âm, cá dí hai đoạn âm ra trường âm thông thường, thá đoạn âm, mi tha quy ba trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ô gô là hai trường âm thông thường, na trường âm thông thường, ví đoạn âm, ki trường âm thông thường, ra tí đoạn âm, đi băng cá dí ra tha mê tha quy văn ô gô na phí kỳ ra tí tha nê nắp giá mê na đa mê na cha đi bằng ca di ra tha quy văn ô gô na phí kỳ ra tí út tha nê nắp ba mà đề na sa đi bằng ca di ra tha mê tha quy văn ô gô na kỳ ra tí nếp nê na ba ma đề na sang ya mê na đa mê na cha đi băng ca di ra tha mê tha quy văn ô gô na phi kỳ ra tí nỗ lực không phóng dật tự điều khéo chế ngự bậc trí xây hòn đảo nước lục khó ngập tràn là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn chiếc lá mùa xuân. Nam mô Bích Hà giá. Dạ, cảm ơn Thiện Ngũ cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức Nhục Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Hồng Mai. Dạ, không biết quý sư đã ôn bài vậy chưa quý vị. Dạ, Nhục Quỳnh làm hơi sâu nên Nhục Quỳnh không biết luôn. Dạ, con thấy có tín hiệu của sư rồi. Vậy chắc sư ôn bài rồi phải không Bạch sư? Dạ, bây giờ thì con xin được ôn bài. Con xin trả bài đầu pháp cú kinh số 25. Ồ, sư đưa tay hả? Dạ, kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài câu kinh Pháp Cú số 25. Uttha ne na bama de na sang yame na da me na cha di bằng ca di ra tha me tha vi yang o kho na phi kỳ ra tí nỗ lực không phóng dật tự điều khéo chế ngự bậc trí xây hòn đảo nước lục khó ngập tràn. Bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu và con xin kệ. Uttanena bhamadena sangyame naname nacha dibang kaira thame thawi yang okho na fikirati Uttanena bhamadena sangyame naname nacha dibang kaira thame thawi yang o ko na fikirati utane na pamade na sangyame na dame na cha
đi băng ca di ra tha mê tha vi yang o kho na phi kỳ ra ti. Dạ con xin hết ạ. Xin mời người tiếp theo ạ. Dạ, sa thú con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Dạ, Nam Mô Bụt Thà. Dạ, dạ, lần này là lần thứ tư rồi con xin được trả bài để phục hồi là không bị nhà trí đức rầy con. Và con không biết đại đức Pháp Tràng đã đọc bài chưa. Dạ, cảm ơn thiện vụ, cảm ơn Kim Nhung và Râm Đạo Tràng. Còn vị nào chưa thì kính mời bàn tay nha. Vậy này là Nhật Quỳnh không có trả bút nữa đâu. Nhật Quỳnh phải đọc bài chứ không ấy là ngài nói là Nhật Quỳnh nhiều chuyện. Dạ con tri ân sư. Dạ sư đã trả bài chưa bạch sư? Nếu mà chưa trả bài thì sư cũng cho con chút xíu đi. Con trả bài thì không rồi con thỉnh sư để con cầm bút rồi con mời không mà con không trả bài thì một hồi thế nào con cũng bị ăn cháo lương bạch sư. Sư quan hệ cho con. Dạ con xin được trả bài câu có quốc kinh số 25. Uthane nắp ba mà đề nó sằng cho mề nó đam mề nó cho đi bằng cái di ra tha mề tha quy dân ô khô na phi kỳ ra tí. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Quốc trường âm nhấn tha nê hai trường âm thông thường, nắp trường âm nhấn bá đoạn âm ma đề hai trường âm thông thường, ná đoạn âm sằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá đoạn âm, mê trường âm thông thường, ná đoạn âm, đá đoạn âm, mê trường âm thông thường, ná chá hai đoạn âm. Út thà nê nắp ba mà đề nó sằng giá mê nó đá mê ná chá. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Đi trường âm thông thường, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá dí hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, thá đoạn âm, mê, tha, quy, ba trường âm thông thường, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ô, khô, trường âm thông thường, na trường âm thông thường, phí đoạn âm, kỳ trường âm thông thường, rá tí, hai đoạn âm. Đi bằng cái di ra, thá mê, tha, quy, dân, ô, khô, na, quý, kỳ, rá tí. Bụt thà nê nắp ba mà đê na sân giá mê thá đá mê na cha đi bằng cái di ra thà mê thà quy văn ô khổ na vi kỳ phi kỳ ra tí. Nỗ lực không phấn vật tự điều khéo chế ngự bậc trí xây hòn đảo nước lục khó ngập tràn. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Dạ con đọc và phân tích có sai, con cung thỉnh ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con xin được kệ ạ. Quật tha nê nắp bà ma đê na sẵn gia mê na đà mê na cha đi bằng ca di ra tha mê tha quy dặn hô khô na kỳ kỳ ra ti. Ủa thanh nên nắp bà mạ đê na sẵn gia mê tha sẵn gia. Dạ con xin sám hối. Ủa thanh nên nắp bà mạ đê na sẵn gia mê na đà mê na cha đi băng ca di ra tha mê tha quy dặn ô khô na vì ki ra ti. Dạ con đọc, con phân tích và con cũng đã kể xong. Dạ con không biết đại đức Pháp Trang sư đã ôn bài chưa bạch sư? Nếu sư chưa ôn bài, sư cho con một tín hiệu để con kính nhân mít đến sư ạ. Ừ. Dạ con kính nhân mít đến sư. Mến chào thơ thì cũng nhờ vào đạo tràng. Nam mô Phật A Di Đà, Nam mô Tham Ma Di Đà, Nam mô Sangha Di Đà. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức, Đại Đức, Đại Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Và trân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Giờ đây
Con xin được phép ông Pháp Cú số 2, số 25. Phật tha ni na tam ma de na sang ta me na da me na ta de bằng cái gì ra tam me ta về chẳng ô cô na cái gì ra thì Phật tha ni na tam ma de na sang ta me na da me na ta de bằng cái gì ra tam me ta về chẳng ô cô na cái gì ra thì Phật tha ni na tam ma de na sang ta me na da me na ta de bằng cái gì ra tam me ta về chẳng ô cô na cái gì ra thì nỗ lực không chống giật tự điều khéo chế ngự Phật trí xây hòn đảo nước lục có mặt trăng là bản dịch của và tự nên sâu và bây giờ chúng con đã ôn bài xong và bây giờ xin gửi mít lại cho đạo tràng Nam Mô Bụt Thầy. Dạ con xin kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ và xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 25. Út thà nề nắp ba mà đề na sầm gia mê na đa mê na cha đi bằng ca di trà tha mê thọ quỳ dặn ô khô na phi kỳ tra ti. Dạ con xin đọc phân tích và đọc câu 1, câu 2. Úc trường âm nhấn tha nê hai trường âm thông thường, nắp trường âm nhấn bá đoạn âm, ma đê hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá đoạn âm, mê trường âm thông thường, ná đá hai đoạn âm, mê trường âm thông thường, ná chá hai đoạn âm. Út thà nề nắp ba mà đề na sầm gia mê na đa mê na cha. Dạ con phân tích và đọc hai câu tiếp. Đi là trường âm thông thường, băng trường đọc theo nguyên âm, cá dí hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, thá đoạn âm, mê tha quy ba trường âm thông thường, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ô khô na là ba trường âm thông thường, quý đoạn âm, kỳ trường âm thông thường, trá tí hai đoạn âm, đi bằng ca di đà tha mê tha quỳ dằng ô khô na phi kỳ ra ti. Dạ con đọc lại nguyên bài. Úc thà nề na ba mà đề na sầm gia mê na đa mê na cha đi bằng ca di đà tha mê tha quỳ dằng ô khô na phi kỳ ra ti. Dạ con xin kệ. Ô tha nê na ba ma đê na sam ya mê na đa mê na cha đi bằng ca di đa tha mê tha vi yang ô khô na. Con kể lại. Đi bằng ca di đa tha mê na tha vi yang ô khô na phi kỳ ra ti. Ô tha nê nam ba ma đê na sam đa mê na đa mê na cha thi bằng ca di đa tha mê tha quỳ dằng ô khô na phi kỳ ra tì. Dạ con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lục khó ngập tràn. Dạ con cho bài xong, chỗ nào sai con kính xin quý sư quý cô tu nữ và quý đạo hữu sửa sai cho con ạ. Dạ con xin dâng mít lại cho đạo tràng. Dạ con xin cảm ơn.
Sa thủ sư thành kiểm. Mặc dù hơi ồn ha, cái vị trí hơi ồn, nhưng mà sư ca hành kiểm rất là chuẩn, bình tĩnh, sửa sai, và quý vị thấy rất là tuyệt vời ha. Sư hành kiểm vô sao, nhưng mà trên cái phân tích rồi giọng kinh giọng kệ rất là ổn định. Riêng đại đức Pháp Trang thấy có vẻ tiếng xuống chứ không phải tiếng lên hả. Âm thanh vô lúc đầu thì nghe tương đối ổn định, nhưng mà càng đọc thì càng coi như nghe nhỏ xíu nhưng mà riêng đại đức Vệ Đức coi như càng ngày càng tiến bộ. Quý vị thấy đọc giọng kinh rồi qua giọng kể, đọc cũng trôi chảy ha, rất là hoan hỷ ha. Như vậy thì đại đức Tuệ Đức có phải tiến lên, còn đại đức Pháp Trang thì tiến xuống. Hai vị này giống như hai thái cực ha. Đại đức Pháp Trang coi là âm thanh sao chứ càng đọc thấy nó tụt âm thanh xuống, chỉnh sửa lại. Thế khi mà vô sinh hoạt thế này mà có ý kiến gì hoặc là bất cứ gì muốn có ý kiến đưa tay lên mà nói kiểu này thì ai nghe? Để các chỉnh hoài mà không được hả? Coi lại chỗ âm thanh đó, âm thanh đó như bị tuột quá, chỉnh lại chỗ đó. Rồi bây giờ chúng ta đi vào vấn đề tự vấn ha. Câu Phật ngôn 25. Uthane na pamade na. Ở đây chúng ta thấy có hai từ nó đi liền nhau. Uthane na là một, và pamade na là hai. Chữ uthane na nó là một danh từ trung tính ha. Nhưng mà ở đây Uthana nó được chia theo sử dụng cách số ít, sử dụng cách số ít, tức là ta thì gia quy phát tí e câu quá trình á, cho nên Uthana nó biến thành Uthanena. Uthanena có nghĩa là bằng sự tích cực, hay là bằng nỗ lực, bằng nỗ lực hay là bằng sự tích cực. Bởi vì căn ngữ chính của cái từ này, tức là căn ngữ tha, rồi appamadena. Appamadena chúng ta thấy tiếp tục ngữ app ở phía trước, có nghĩa là không. Còn pamada nó là một danh từ nam tính, akaranthapumlinga. Pamada là phóng dật, biến nhát, nhưng mà có chữ up ở phía trước, có nghĩa là không phóng dật, không sao lãng. Ở đây nó cũng chia theo sử dụng cách ta tỳ gia vừa phát tí e ca quá trình á, cho nên appamada nó biến thành appamadena, bằng sự không phóng dật, bằng sự không sao lãng. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 2. Sân giáp mê nó đáp mê nó chá. Sân giáp mê nó đáp mê nó chá. Chữ sân, sân có nghĩa là hoàn toàn tự mình hay là cùng. Giáp mê nát. Ở đây chữ sân giáp mê nát nó đi chung với nhau ha, đi chung với nhau. Chữ giáp mê nát và có chữ sân ở phía trước, có nghĩa là thu thúc chế ngự, thu thúc chế ngự.
Và cách chia cũng là sử dụng cách ta tỳ gia quỳ phát tí, bằng sự chế ngự, bằng sự thu thúc. Sằng giá mê na, bằng sự chế ngự, bằng sự thu thúc. Sằng là một tiếp đầu ngữ của giá mê na. Sằng giá mê na, bằng sự thu thúc, bằng sự chế ngự. Rồi đáp mê na, đam mê na do cái từ đam ma, đam ma đó là một danh từ trung tính akaran tanapum sakalinga, và cũng chia theo sử dụng cách số ít tatiya vipati ekavacana, cho nên đam ma biến thành đam mê na. Đam mê na là bằng sự rèn luyện, bằng sự điều phục, bằng sự rèn luyện, bằng sự điều phục. Và chữ chá có nghĩa là và. Rồi câu số 3. Câu số 3. Đi bằng cái diễn ra tháp mê thà quỳ. Đi băng do cái từ đi ba, đi ba là một danh từ nam tính akran tapung linga, và đi ba ở đây được chia theo đối cách số ít dutiya vipati ekavacana, cho nên đi ba biến thành đi băng. Đi băng là hòn đảo, và có nơi đi băng nó là ngọn đèn, thì đây chúng ta hiểu cái nghĩa nó là hòn đảo. Rồi cái gì ra tha, cái gì ra tha, do cái động từ karoti ha. Ở đây là một động từ số, một động từ số ít, cái gì ra tha, karoti mới là động từ số ít. Ở đây là một cái động từ số nhiều ha, cái diễn ra thả, có nghĩa là nên tự mình xây dựng, nên tự mình làm, nên tự mình xây dựng. Rồi chữ metawi, metawi đây là một danh tính từ nam tính, và đứng làm chủ từ số ít, đứng làm chủ từ và tham á ekavacana vipatti, bậc bậc trí, bậc hiền trí, metawi bậc trí tuệ, bậc hiền trí. Rồi câu cuối cùng, dân ô khô na phí là na phí kia là tí, chữ dân do đã từ giá, một đã từ quan hệ, và chữ giá này được chia theo đối cách số ít, cho nên chữ giá biến thành chữ dân. Dân là cái này, rồi ô khô là một danh từ nam tính do cái từ ô khác akaranta pumlinga, và ô khác ở đây nó đứng làm chủ từ số ít và tham án ekavacana vipatti, cho nên ô khác biến thành ô khô. Ô khô là cơn lũ, nước lụt. Cơn lũ nước lụt. Na phí kì là tí, na phí kì là tí, chữ na ở đây do chữ na, nó là một tiếp đầu ngữ phủ định. Na
cộng với á phí kia là tí. Na có nghĩa là không. Á phí kia là tí. Ở đây chúng ta thấy chữ á phí đó là một kiếp đồng ngữ. Và kia là tí do căn ngữ kia, có nghĩa là lan ra, trải ra. Trải ra, lan ra. Vậy thì á phí kia là tí, đây là một cái động từ làm cho lan ra, làm cho trải ra, làm cho ngập tràn. Thì á phí kia là tí, có nghĩa là ngập tràn. Nhưng mà có chữ ná á phí trước, cho nên nó biến thành na phí kia là, có nghĩa là không ngập tràn. Không ngập tràn. Vậy thì câu Phật ngôn 25 cho chúng ta ý nghĩa bằng sự tích cực, bằng sự không sao lãng, bằng sự tự chế ngự và bằng sự tự rèn luyện. Bậc khôn ngoan nên tự mình xây dựng hòn đảo mà cơn lũ không ngập tràn được. Xin lặp lại. Bằng sự tích cực, bằng sự không sao lãng, bằng sự tự chế ngự và bằng sự rèn luyện, bậc trí tuệ nên tự mình xây dựng hòn đảo mà cơn lũ không ngập tràn được. Đó là ý nghĩa câu Phật ngôn 25. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã bổ thơ Lục Bát thế này: sống không phóng dật kiên trì, tự điều tự chế thường khi mới là. Chỉ người thiện trí cao xa, xây hòn đảo lớn, quê nhà trú thân. Sống không phóng dật kiên trì, tự điều tự chế thường khi mới là. Chỉ người thiện trí cao xa, xây hòn đảo lớn, quê nhà trú thân. Đó là đối dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ Ngũ Ngôn: nỗ lực không phóng dật, tự chiều, tự điều, khéo chế ngự, vật trí xây hòn đảo, nước lụt khó ngập tràn. Nỗ lực không phóng dật, tự điều, khéo chế ngự, vật trí xây hòn đảo, nước lụt khó ngập tràn. Rồi, bây giờ chúng ta tìm hiểu câu Phật ngôn 25 qua duyên sự ha. Câu Phật ngôn 25: khi mà Đức Phật ngự tại Trúc Lâm về Lu-quan-na, thì Ngài đã đề cập đến một vị tỳ khưu tên là Chu-la-văn-thạc-ca. Alo, chữ Chu-la-văn-thạc-ca viết thế nào? Ngủ hết rồi hay sao? Im ru vậy nè. Chu-la-văn-thạc-ca. Đây là một cách viết. Cách viết thứ hai. Cách viết thứ hai: văn-thạc-ca là con đường, mà coi như chữ Chu-la hay là Chun-la, nó là nhỏ. Nhỏ. Maha là lớn. Thì chúng ta có thể viết hai cách và cũng đọc nó là những trường âm. Chữ Chu Lá là một ha, Chun Lá là hai. Một cách thì chúng ta viết là trường âm thông thường, một cách chúng ta viết đọc nó vẫn là trường âm, nhưng mà đó là trường âm nhấn ha. Không phải. Chun Lá, hai chữ N là, hai chữ N là, chữ Chu Lá hay là Chun Lá cũng đều là nhỏ. Đúng rồi, Chun Lá Ban Thạc Ca, Siết An Nhiên hay quá ha. Chun Lá Ban Thạc Ca hay là Chu Lá, hai cái từ này ý nghĩa giống nhau. Nhưng mà
cách viết khác nhau, cách đọc khác nhau. Rồi, chúng ta phải hiểu cái nhân vật này. Bởi vì cái nhân vật này có nhiều cái điều mà rất là đặc biệt, ấn tượng. Ở trong thành Rajagaha có một tiểu thư con một cái nhà trưởng giả, Thanasithi. Trưởng giả này có tên là như vậy, Thanasithi. Thì cô tiểu thư này đến tuổi cập kê, được song thân cho ở trên một cái tầng lầu thứ bảy, tức là một tòa lầu đài cao 7 tầng mà ở tuốt trên tầng thứ bảy, không cho bước chân ra khỏi nhà. Nhưng mà người con gái tới cái tuổi dậy thì tình xuân phát động, thì cô tiểu thư này không dằn nổi cái thói con nhà coi như băng tuyết, nên đã trà trộn quá mặt linh mẹ linh cha, để rồi tư thông với một gia đình. Thì cái sự việc nó đổ bể, cô tiểu thư này bàn với tình nhân, chúng mình đi khỏi nơi đây, nếu mà cha mẹ biết được cái việc tắc lệ này, chắc là song thân phải phanh thay em ra. Vậy thì chúng ta hãy ra khỏi cái xứ này, để coi như người ta khỏi cái thị phi dòm ngó nói xấu. Thế là cái đôi nam nữ này không để tư trang, rồi chỗ cửa sổ trên nóc lầu 7 thòng dây xuống dưới đất, trốn khỏi cái tòa lầu đài của trưởng giả Thanasithi. Hai người lầm lũi đi mãi, rồi khích lệ với nhau là mình đi tới cái chỗ nào không có người quen biết thì mình sẽ ở tại đó. Rồi đôi nam nữ này tự do luyến ái, đi đến lưu trú trong một cái địa phương rất là xa xôi. Rồi cô vợ có thai, khi gần đến ngày sanh thì thiếu phụ mới thỏa thẻ với chồng: mình ơi, em đã tới kỳ khai hoa nở nhụy, mà ở đây thì không có ai là họ hàng thân thích gì cả. Sau khi sanh con, hai đứa mình còn khốn khổ hơn nhiều, thôi thì đành liều về tạ tội với song thân. Nghe người vợ nói như vậy thì người nô bộc mới nghĩ: nếu mà ta trở về nơi đó, chắc là tính mạng của ta không an toàn. Vì quá lo sợ như vậy cho nên anh ta kiếm cớ thối thác, hẹn thế này rồi hẹn thế kia. Ngày tháng trôi qua, cô tiểu thư này nóng nảy quá, buồn chồn quá, mới nghĩ rằng cái anh chàng ngốc này cứ lo sợ, nên dụ dự không muốn trở về nhà. Thôi thì dầu anh ta có đi hay không đi chăng nữa, ta cũng cứ đi một mình. Rồi cô tiểu thư sắp xếp đồ đạc ở trong nhà cho gọn gàng, nói với người hàng xóm biết là mình trở về quê để sanh đẻ. Người chồng đi làm về không thấy vợ mới hỏi thăm láng giềng, thì láng giềng mới báo rằng cô ta đã đi về nhà của cha mẹ rồi. Anh ta tức tốc chạy theo, bắt kịp người vợ đang đi khoảng nửa đường. Ngay cái chỗ hai người gặp nhau thì cô tiểu thư này chuyển bụng sổ lòng, đẻ rớt một đứa con. Thì khi mà đứa con trai chào đời ở dưới đường thì người chồng mới hỏi rằng: bây giờ chúng ta bây giờ làm gì đây? Bây giờ chúng ta đã sanh nở ở giữa đường xá thế này thì còn về nhà để làm gì nữa? Người vợ cô tiểu thư đó nghĩ như vậy cho nên mới nói: thôi chúng mình hãy quay trở lại. Hai vợ chồng cũng đồng ý
rồi bồng con trở về tư gia. Vì đứa trẻ đẻ rớt ở dọc đường cho nên người ta đặt cho tên của nó là Lộ Banh Thạc Á. Lộ là con đường. Ít lâu sau thì cái cô tiểu thư này đã thọ thai, và tất cả câu chuyện sanh nở lần thứ hai cũng diễn ra giống như lần trước. Vì cả hai đứa con trai của cô tiểu thư này đều bị đẻ rớt ở dọc đường, cho nên đứa ra đời trước gọi là Maha Banh Thạc Ca, tức là đại lộ, và đứa mà sanh ra sau gọi là Chù Lá Banh Thạc Ca, tiểu lộ. Để dễ phân biệt anh em với nhau. Rồi hai chồng sống ở trong xóm, thì đứa con trai lớn Maha Banh Thạc Ca thường nghe các bạn trẻ láng giềng, đứa thì khoe có chú có bác, đứa thì khoe có ông có bà, cho nên nó ngạc nhiên chạy theo hỏi mẹ nó: Ma, tụi nó đứa thì có ông nội ông ngoại, đứa thì có bà ngoại bà nội, còn hai đứa tụi con thì không có họ hàng, không có ông không có bà, sao vậy má? Thì cô tiểu thư mới trả lời: có chứ sao không, nhưng mà ở xứ này mình không có họ hàng bà con với ai hết, nhưng mà ở tại đô thành á thì ông ngoại con là một trưởng giả Thanh Thi, nhà của mình ở đó có nhiều thân bằng quyến thuộc, có tài sản của cả nhiều lắm. Ủa sao mình không về đó hả má? Cô tiểu thư không dám tỏ thật vì cái lý do mà mình không dám về thăm cha mẹ cho con biết. Và hai đứa bé này không nghe được sự giải thích một cách thỏa đáng thì nó cứ đeo theo cô tiểu thư này, mẹ nó mà hỏi hoài. Sau cùng thì cô tiểu thư này nói với chồng: này anh, hai đứa con của mình nó làm khổ em quá, bây giờ mình hãy dắt chúng nó về thăm ông nội ông ngoại, chẳng lẽ cha mẹ mà thấy con mà ăn thịt con hay sao? Người chồng nói rằng anh không thể nào dắt mặt mà nhặt da, nhưng mà anh sẽ đưa hai đứa con về để nhìn ông ngoại bà ngoại. Vậy thì chúng ta hãy chuẩn bị hành trang rồi dẫn chúng về thăm họ hàng bên ngoài. Hai vợ chồng dẫn hai đứa con trai ra đi lần hồi đến thành Vương Xá Rajaka. Họ vào người trong một ký túc xá ở trong thành. Cô tiểu thư nhờ người qua lại đem tin cho ông bà trưởng giả hay rằng mình đã dắt hai đứa con về thăm cha mẹ. Khi được tin như vậy thì ông bà đại phú gia này mới nhắn trả lời rằng trong cái vòng tái sanh lẫn quẩn này, thật ra không có ai là con trai, con gái hay là ông bà cha mẹ của ai hết á. Tao muốn nhìn thấy mặt chúng mày. Lũ mày đã làm điếm nhục gia phong của ta. Chúng mày muốn lấy bao nhiêu tiền của thì ta cho, nhưng mà hai đứa tìm một chỗ sống cho an vui đi, còn hai đứa nhỏ thì gửi lại để cho ta nuôi cho. Cô tiểu thư nhận lãnh số tiền do cái người đại diện của ông trưởng giả Thanasithi trao cho, rồi giao lại hai đứa con trai của mình cho người đó dẫn đi. Và hai đứa bé từ đó sống chung với ông ngoại bà ngoại cho tới khi lớn khôn. Giữa hai anh em thì có sự khác biệt rõ rệt. Chu Lá Banh Thạc Ca tiểu lộ thì hình vóc ốm yếu, chỉ ưa thích đúc thúc ở nhà mà thôi. Còn Maha Banh Thạc Ca đại lộ, ngày theo ông ngoại đến chùa nghe Đức Phật thuyết pháp,
Và do được gần gũi với Đức Bổn Sư thường xuyên như thế, cho nên Maha Vantaka sinh ra cái ý muốn xuất gia. Cậu ta mới tỏ thật với ông ngoại: nếu mà ông ngoại cho phép con đi tu á, thì con xuất gia liền à. Sao mà cháu nói như vậy? Dầu cho ai trong thế gian này, nếu mà cũng biết xuất gia hết thì ông ngoại cũng không có cản, huống chi là một mình cháu. Nếu cháu mà liệu tu được thì cháu cứ xuất gia đi. Và nói như vậy xong thì trưởng giả Thanasithi dẫn đứa bé Maha Vantaka đến ý kiến Đức Phật. Ngài thắng hỏi: này gia chủ, đứa bé này ông mới có được phải không? Và thưa vâng bạch Đức Thế Tôn, nó là cháu ngoại của con, nó muốn xuất gia đi tu với ngài. Đức Phật mới gọi một vị tỳ khưu đầu đà thường thường khất thực và bảo rằng: ông hãy làm lễ xuất gia cho đứa bé này. Vị đại đức chỉ các niệm đề mục năm thể trượt, tóc, lông, móng, răng, nhà, vân vân cho đứa bé Maha Vantaka, rồi cho cậu xuất gia sa di. Từ đó về sau, Maha Vantaka chăm học thuộc lòng rất là nhiều Phật ngôn, cho đến khi tròn đủ 20 tuổi, sa di Maha Vantaka xuất gia lên bậc trên, chuyên tâm hành thiền về chỉ quán, rồi minh sát, và đã chứng đắc thánh quả A-la-hán. Trong khi hưởng thụ hương vị của giáo pháp, Đại Đức Maha Vantaka nghĩ rằng cái hương vị này ta có thể bố thí cho Chu La Vantaka. Rồi ngài trở về thăm ngoại tổ, tức là trưởng giả Thanasithi, và hỏi ướm nè: dạ thưa ngoại tổ, nếu mà người cho phép thì bằng tăng sẽ làm lễ xuất gia cho Chu La Vantaka. Và ngài hãy làm lễ xuất gia cho nó đi. Và thiên hạ người ta đồn rằng nhà đại phú hộ Thanasithi có đức tin hoàn toàn trong sạch đối với chánh pháp, nhưng mà cũng có kẻ nói là ông ta bực mình vì mất cỡ khi mà nhìn nhận hai đứa bé là con của tiểu thư đã bỏ nhà ra đi với trai, cho nên vui lòng cho phép cả hai đứa cháu đi tù. Đại Đức Maha Vantaka làm lễ xuất gia truyền thọ cụ túc giới cho em. Sau khi nhập đạo, tỳ khưu Chu La Vantaka tỏ ra là một người rất là tối giả, ngu dốt. Ông đã được ngài Maha Vantaka là sư huynh dạy cho một câu kệ ý nghĩa như: đóa sen hồng là thứ sen thơm ngát, lúc rạng đông nở bừng hương ngào ngạt, kìa Đấng Thế Tôn ngài rực rỡ quang vinh, tờ vườn thái dương trên trời sáng bình minh. Một câu kệ đại ý là như vậy. Nhưng mà tỳ khưu Chu La Vantaka học cái câu kệ này 4 tháng không thuộc. Tại sao? Bởi vì nghe nói rằng trong thời kỳ quá khứ của Đức Phật Chánh Viễn Tri Kassapa, Chu La Vantaka là một vị tỳ khưu rất là thông thái. Nhận thấy một vị tỳ khưu tối giả đang học kinh tiếng Phạn Pali thì buông lời chế nhạo, khiến cho cái vị đó hổ thẹn bỏ luôn sự học tập về kinh kệ. Do tiền nghiệp ấy, kiếp này tỳ khưu Chu La Vantaka sinh ra cái chứng tối giả, học không có vô, cứ học câu dưới thì quên câu trên, học câu sau thì quên câu trước, dầu cho cố gắng hết sức đi nữa nhưng mà học vì cái nghiệp chướng cho nên không nhớ nổi cái bài kệ. 4 tháng trôi qua, Đại Đức Maha Vantaka là trụ trì của ngôi chùa đó. Em của mình 4 tháng mà không thuộc một bài kệ, tức quá mới nói:
Này chú Lá Bành Thạc Cá, chú mà tu trong giáo pháp này chắc không có được đâu. Chỉ có một bài kệ mà chú học tới 4 tháng chưa thuộc thì làm sao mà chú làm tròn bổn phận của một người xuất gia. Ở đây càng có tội lỗi nhiều. Thôi, hoàn tục đi. Nói rồi, ngài Maha Bành Thạc Cá kéo anh của mình đẩy ra ngoài tỉnh xá. Tuy bị anh của mình đuổi, nhưng mà chú Lá Bành Thạc Cá vẫn không muốn hoàn tục, vì còn mến mộ con đường giải thoát. Lúc bây giờ, Đại Đức Maha Bành Thạc Cá đảm nhiệm chức vụ trụ trì ở tại ngôi chùa đó. Các vị chư thiện nam tín nữ thường nhờ ngài chỉ định các vị tỳ khưu cho mình thỉnh đến nhà để bác thọ thực cúng dường trai tăng vân vân. Thì hôm đó ông Chiêu Quật Cát đem theo rất là nhiều trần hoa, vật thơm, vật hoa đi đến cái ngôi vườn xoài của mình để cúng dường đến Đức Bổn Sư. Và Đức Phật đang ngự tại đó. Sau khi cúng dường và tỉnh pháp thì ông Chiêu Quật Cá đánh lễ Đức Phật, rồi đến bạch với Đại Đức Maha Bành Thạc Cá. Bạch ngài, có bao nhiêu vị tỳ khưu ở đây với bậc đạo sư? Ồ, có tất cả là 500 vị tỳ khưu. Bạch ngài, đệ tử xin thỉnh hết 500 vị tỳ khưu cùng bậc đạo sư ngày mai đến nhà để thọ thực. Này ông Thiện Nam, ta nhận lời của ông thỉnh hết chư tăng, trừ ra một mình tỳ khưu Chu Lá Bành Thạc Cá. Người ta tối dạ, kinh kệ còn non kém lắm. Nghe vị trụ trì là anh của mình mà nói như vậy, cho nên tỳ khưu Chu Lá Bành Thạc Cá mới nghĩ thầm: đã nhận lời thỉnh của thí chủ cho tất cả các vị tỳ khưu đi dự trai tăng, lại bỏ ta ra ngoài, không kể những tình huynh nghĩa đệ gì hết. Còn ở đây chắc có ngày tức bể tim mà chết thôi. Thôi thà ta còn tục là một người cư sĩ tại gia, lo việc bố thí trì giới cũng tạo được phước lành vậy. Thế là sáng hôm sau tỳ khưu Chu Lá Bành Thạc Cá ra đi, định về nhà để hoàn tục. Vào khoảng đêm gần tàn, Đức Bổn Sư theo cái lệ là thường quán sát về thế gian. Thấy biết về việc này, ngài thức dậy sớm, đi kinh hành trước cổng chùa và có ý chờ cho tỳ khưu Chu Lá Bành Thạc Cá đi ngang qua. Thấy vị này đến, ngài dừng bước đứng lại, đang lầm lũi ra đi, chợt thấy Đức Phật. Tỳ khưu Chu Lá Bành Thạc Cá lật đật đến đảnh lễ ngài. Khi ấy Đức Bổn Sư phán hỏi: này Chu Lá Bành Thạc Cá, mới chừng này mà ngươi đi đâu sớm vậy? Bạch Đức Thế Tôn: anh con xô đuổi con, cho nên con đi về nhà hoàn tục. Này Chu Lá Bành Thạc Cá, ông xuất gia là xuất gia trong giáo pháp của Như Lai, dầu anh của ông có xua đi nữa, tại sao ông không đến tìm ta lại đây, hay ở gần ta, cho nên trở về nhà làm người cư sĩ làm cái gì? Nói rồi Đức Phật đưa cái bàn tay xóa lên đầu tỳ khưu Chu Lá Bành Thạc Cá, dẫn ông ta đến phía trước hương thất của ngài, chỉ chỗ cho ông ta ngồi và phán bảo rằng: này Chu Lá Bành Thạc Cá, hãy ở đây, mặt nhìn về hướng đông, cầm cái khăn này vò đi vò lại mà nói rằng: tẩy trừ cấu uế, tẩy trừ cấu uế. Và Đức đã đưa cho ông ta một cái khăn nhỏ còn trắng tinh. Khi mà có người đến báo tin đã đến giờ đi thọ bát, Đức Phật cùng với các vị tỳ khưu thân hành đến nhà của ông Chiêu Quật Cá. Còn tỳ khưu Chu Lá Bành Thạc Cá thì vẫn ngồi y chỗ cũ,
mắt nhìn về hướng mặt trời, hai tay vò đi vò lại cái khăn của Đức Phật, mà miệng thì cứ nói đẩy trừ cấu quế, đẩy trừ cấu quế không ngớt. Cái khăn mới tinh sạch sẽ bị chà sát và một nó tuôn ra làm cho nó dơ giấy đen thui. Và khi thấy như vậy thì Tỳ Khưu Chu Lắc Anh Thật Cả mới nghĩ thầm: cái khăn nhỏ này vốn thật là tinh khiết, không có một mảy may bận nhờ, thế mà khi tiếp xúc với cái thân thể của ta thì nó mất đi cái trạng thái ban đầu. Hóa ra ô nhiễm cấu uế là như thế này đây à. Ôi các pháp hữu vi thật không bền vững. Và chú tâm suy tư cái định lý vô thường sanh diệt, Tỳ Khưu Chu Lắc Anh Thật Cả tăng tiến về pháp hành minh sát. Khi đó Đức Phật hiểu biết rằng tâm của Chu Lắc Anh Thật Cả đã vượt lên trên, và Ngài mới phân thân thị hiện như đang ngồi trước mặt của Chu Lắc Anh Thật Cả, phán bảo rằng: này Chu Lắc Anh Thật Cả, ông đã làm cho cái khăn trong sạch kia phải bị ô nhiễm trần cấu, nhưng mà ngoại vật không đáng kể, bên trong của ông còn bị ô nhiễm bởi những cái bụi tham lam, sân hận và si mê. Ông hãy tẩy sạch cái nội tâm của ông đi. Và Tỳ Khưu Chu Lắc Anh Thật Cả khi nghe những lời Phật dạy đã chứng ngay được A-la-hán quả với vô ngại giải. Nhờ các tuệ phân tích, Ngài xuất thông cả tham tạng luôn. Bởi vì trong một kiếp quá khứ nọ, Tỳ Khưu Chu Lắc Anh Thật Cả là một vị vua, trong khi diễn hành nhiễu thành phố, Đức Vua đã xuất một hội tráng, lấy một cái khăn trắng mới tinh đem ra lau chùi và làm cho cái khăn đó dơ. Đức Vua mới phán xét rằng do nơi cái thân này mà cái khăn trắng sạch thế kia đã mất đi cái sự tinh khiết của ban đầu, trở nên ô nhiễm, trở nên dơ dãi như vậy. Ôi hữu vi pháp thật là không có nguyên trường. Và nhờ suy tư như vậy, Đức Vua đã đắc được vô thường tưởng. Và do cái nhân quá khứ làm cái duyên, cho nên Chu Lắc Anh Thật Cả đắc tuệ minh sát, rồi dần lên với A-la-hán quả với tuệ phân tích là như vậy. Ở đây nói về ông Chia Quật Cá đang sắp sửa xối nước khai mạc lễ trời tăng, thì Đức Phật lấy tay đẩy cái miệng bát lại và nói rằng: này Chia Quật Cá, ở chùa còn có một vị tỳ khưu. Nghe vậy thì Ngài Maha Văn Thật Cá mới đáp rằng: bạch Ngài, ở chùa không có ai đâu. Đức Phật mới lặp lại: này Chia Quật Cá, ở chùa còn có một vị. Ông Chia Quật Cá xa gia đình: thế thì con hãy đến chùa xem cho kỹ có còn vị tỳ khưu nào hay không. Đức Bổn Sư nói rằng: còn một vị đó. Và ngay trong sát na đó thì Tỳ Khưu Chu Lắc Anh Thật Cả nghĩ thầm: anh ta nói rằng chùa không có vị tỳ khưu nào, vậy thì ta làm cho có nhiều vị tỳ khưu thì coi anh ta nói sao đây. Và nghĩ như vậy, Tỳ Khưu Chu Lắc Anh Thật Cả đã dùng thần thông hóa ra nhiều nhóm tỳ khưu, đông ước chừng có thể ngồi khắp cả cái vườn xoài. Có nhóm thì đang cắt mai y, có nhóm thì giặt nhuộm y, có nhóm thì đơn tập vợt kinh kệ. Tất cả có hàng ngàn vị tỳ khưu như vậy. Cái tên gia đình này tới chùa thấy ô tỳ khưu đông quá, mới về bẩm với chủ: dạ thưa ông, khắp cả vườn xoài đầy ngát các vị tỳ khưu, nhiều lắm nhiều lắm. Và khi đó thì Đức Phật dạy tiên gia đình: ngươi hãy đến chùa nói rằng Đức Bổn Sư cho gọi tỳ khưu Chu Lắc Anh Thật Cả. Và tiên gia đình đó đã tới chùa nói y như vậy, thì khi ấy cả 1000 cái miệng đều ứng tiếng nói: ta là Chu Lắc Anh Thật Cả, ta là Chu Lắc Anh Thật Cả.
tên gia đình này quán hồn chạy trở về bạch bạch lại bạch Đức Thế Tôn. Tất cả chư tăng đều trùng một tên là Chu La Bình Thật Ca, cũng không biết phải thỉnh cái vị nào đây. Thế là người hãy đến chùa, hãy nghe cái vị nào xưng ta là Chu La Bình Thật Ca trước nhất, thì người hãy nắm chặt tay cái vị đó, tức thì bao nhiêu vị khác sẽ biến mất ngay. Tên gia đình làm y theo lời của Đức Quảng Sư, và quả nhiên cả ngàn vị tỳ khưu quá hiện đều biến mất. Đại Đức Chu La Bình Thật Ca mới ra đi với tên gia đình đó. Sau bữa trai tăng, Đức Quảng Sư kêu ông Chư Quật Cá đến và bảo rằng: Này Chư Quật Cá, ông hãy giữ cái bình bát của tỳ khưu Chu La Bình Thật Ca, bởi vì cái vị đó sẽ thuyết pháp, sẽ kệ quan hỷ phúc báo để chấm dứt cái buổi lễ ngày hôm nay, như là một sư tử rống lên cái tiếng rống của loài sư tử. Để Đức Chu La Bình Thật Ca đem những cái nghĩa lý cao siêu trong tam tạng ra để mà biện giải một cách rất là hùng hồn, trước khi ông Chư Quật Ca đem cái bài kinh hồi hướng phước báo ra tụng niệm. Kế đó Đức Phật từ chỗ ngồi đứng lên, dẫn đầu tăng chúng trở về tịnh xá. Sau khi chỉ bảo công việc cho chư tăng, ban huấn từ cho các vị tỳ khưu, Đức Phật thuyết giảng về đề mục thiền định xong rồi mới giải tán chư tăng. Ngài vào ở trong cái chỗ ngủ trong hương thất. Và chiều hôm đó các vị tỳ khưu chỗ này chỗ nọ sau khi ngồi lại bàn luận về oai lực của bậc đạo sư. Này chư huynh đệ, Ngài Maha Bân Thật Ca đã hoài công tập dượt cho tỳ khưu Chu La Bân Thật Ca trong 4 tháng trời mà không làm cho người em mình thuộc được một bài kệ, đến nỗi phải gắt cổng đuổi ông ta ra khỏi chùa. Nhưng mà Đức Chánh Văn Tri quả là bậc vô thượng pháp vương, chỉ trong một khoảnh khắc chưa dùng xong bữa cơm, Ngài đã khiến cho Chu La Bình Thật Ca chắc đắc chứng A La Hán quả với tuệ phân tích. Và nhờ đó mà Ngài đã thông suốt tam tạng biện thuyết. Ôi, chỗ oai lực của chư Phật thật là lớn lao, không thể nghĩ bàn. Và khi ấy thì Đức Phật biết rõ câu chuyện chư tăng đang thảo luận trong giảng đường. Hôm nay Như Lai nên đi để giải quyết vấn đề này. Rồi Ngài đi đến ở trên cái giảng đường đó, bước đi khoan thai hùng như là phong mãnh sư, chúa cả là sư tử, với cái tướng hảo quang minh vô tận của chư Phật. Ngài thân hành đến giảng đường, người trên ngôi Phật bảo tọa đã soạn sẵn, kê trên một cái bục gỗ có treo hoa trang hoàng rất là thẩm mỹ. Ăn vợ xong thì Đức Phật phóng ra 6 đạo hồng quang, một bậc đại giác soi sáng cả một cái hội trường như là vườn hồng rực rỡ giữa trời đông. Trong lúc cả một cái hội trường im lặng, thấy Đức Chánh Viễn Tri ngự đến thì chư tăng ngưng câu chuyện thảo luận ngồi yên. Với tâm bi mẫn, Đức Phật nhìn khắp đồ chúng và nghĩ rằng cái đoàn tăng đồ này thật rất là trang nghiêm thanh tịnh, dầu một cử động của tay hay một cử động của chân, một tiếng ho hay một tiếng nhảy mũi cũng chẳng có, tất cả đều hết lòng tôn kính ta bằng cái sự tôn kính của một bậc đại giác, kiêng nể ta với sự kiêng nể Phật coi. Dầu cho ta có ngồi mặc nhiên suốt cả một kiếp thì tăng chúng cũng không dám hở môi phá tan sự im lặng đó. Chỉ có ta là có quyền quyết định khi nào hợp thời để khởi lên pháp thoại, vậy thì ta phải lên tiếng trước để mà mở đầu. Với cái giọng nói dịu ngọt của một vị phạm thiên, Đức Bổn Sư kêu gọi tăng chúng và hỏi rằng: Này các tỳ kheo,
Chuyện gì mà các ông thảo luận hôm nay? Chuyện gì mà các ông bỏ lỡ nửa chừng? Bạch Đức Thế Tôn, chuyện của Tỳ Khưu Trù La Bần Thạc Ca là như vậy. Sau khi nghe Chư Tăng châu đức nội dung, Đức Phật mới: này các tỳ kheo, không phải Trù La Bần Thạc Ca chỉ tối dạ trong kiếp hiện tại đâu. Trước kia ông ta cũng đã từng tối dạ như thế. Không phải em ta chỉ mới có hoàn toàn nhờ cậy ta trong kiếp hiện tại, mà trước kia ông ta cũng đã nhờ cậy ta như thế ấy rồi. Trước kia ta đã giúp cho Trù La Bần Thạc Ca được làm chủ cái tài sản thế gian, và bây giờ thì được làm chủ cái tài sản siêu thế. Và theo lời yêu cầu của Chư Tăng, Đức Bổn Sư nhắc lại kiền tích như thế này. Trong thời quá khứ, trong cái đám dân cư thành Varanasi, có một kẻ thanh niên muốn lập công danh, nên quyết chí tìm đến thầy để học về nghiệp văn, nghề võ. Cậu ta đã đến thành Takasila xin làm đệ tử của một vị sư trưởng thời danh đó là Disapamukha. Trong nhóm 500 môn sinh thì chỉ có một mình cậu ta là người chăm lo phụng sự, phục vụ sư phụ một cách rất là tận tình. Cậu ta siêng năng hầu hạ, đấm bóp, rồi làm tất cả mọi việc. Nhưng mà cậu ta lại là một đứa học trò tối dạ, cho nên không có thu thập được những cái nghề môn nào cả. Cái vị sư trưởng thấy cậu ta giúp đỡ mình nhiều cái việc, cho nên cũng muốn đem hết cái tài nghệ ra truyền cho cậu ta. Nhưng mà dù ông thầy có tận tâm tận lực cho mấy đi nữa thì cậu học trò ngu này vẫn hoàn là ngu, không tiếp thu được hết gì hết. Ở học đã lâu mà không có tâm được một cái bài kệ, cho nên cậu ta cũng đâm ra nản chí, định bụng sẽ đi về thôi. Cho nên mới lên xin phép ông thầy trở về quê nhà. Vị sư trưởng nghĩ thầm: cậu này siêng năng hầu hạ phục dịch ta, ta cũng mong đào luyện cho cậu ta trở thành một cái người hiền trí, mà không được. Đương nhiên là ta phải đền đáp công khó nhọc của cậu ta. Vậy thì ta sẽ truyền cho một cái câu mật chú để làm bùa hộ mệnh. Và thế là vị sư trưởng kêu người học trò đến và dạy câu mật chú như thế này: Khate si khate si kinh karana khate si aham vi tăng cha na mi cha na mi ti. Và bắt cái người học trò phải học thuộc lòng: Khate si khate si kinh karana khate si aham vi tăng cha na mi cha na mi ti. Rồi tập đi lặp lại cả mấy trăm lần, và hỏi: thuộc chưa? Dạ thưa, con thuộc rồi. Vị sư trưởng mới nói rằng: dầu cho ngươi làm trò tối dạ, nhưng mà cứ siêng năng đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược, học ngày không đủ, tranh thủ học đêm, học thêm chủ nhật, thì báo đảm rằng ngươi không bao giờ quên mặt nó. Rồi đưa tiền lộ phí cho học trò. Ông thầy còn an ủi và nhắc thêm rằng: về đi, nhớ cái câu mật chú này hộ thân em, hãy sống hãy sống một cách coi như giản dị, rồi ráng ôn tập cho thường xuyên, đừng có bao giờ quên cái câu mật chú này. Rồi thầy trò giả tự nhau. Khi trở về Varanasi thì cái chàng thiếu niên này được mẹ mừng rỡ tiếp đón một cách long trọng và nghĩ rằng con trai của ta đã thành tài nên mới trở về đây. Và lúc bấy giờ Đức Vua Varanasi đang tự kiểm thảo rằng không biết trẫm có phạm cái lỗi nào trong ba nghiệp về thân, về khẩu, về ý hay không. Sau khi suy nghĩ, Đức Vua mới nghĩ rằng cái lỗi của mình thì tự mình không thấy được, mà người khác thì thấy. Thôi thì ta phải đi dò xét
cái ý kiến của dân chúng ở trong thành mới được. Rồi thừa lúc ban đêm, Đức Vua giả dạng làm thường dân đi ra khỏi hoàng cung, tính thầm rằng sau bữa cơm chiều tối thì người ta ưa ngồi nói chuyện phiếm, bàn luận về thiên hạ. Nếu mà trẫm trị vì không đúng quân pháp thì họ sẽ than cho trẫm là hôn quân, bạo chúa và nguyền rủa trẫm. Nếu mà trẫm hành động đúng quân pháp thì họ ca tụng công đức và nguyện cầu cho trẫm được thượng thọ. Nghĩ vậy, Đức Vua mới đi lần theo sát vách của các nhà dân chúng để nghe ngóng. Và ngay lúc đó thì có nhiều kẻ trộm chuyên môn đào hầm khoét tường, đào một con đường ngầm giữa nhà này qua nhà khác. Thì khi mà trông thấy lũ trộm như vậy thì Đức Vua nép mình vào trong bóng tối của một ngôi nhà. Bọn trộm này đào xong địa đạo vào được trong nhà của người thiếu niên du học á, còn đang thâu tóm sản, thì chàng thiếu niên kia thức giấc anh đọc lên cái câu mật chú: khate si khate si kinh ca ra na khate si aham bi tăng cha na mi cha nam mi tí, ý nghĩa là làm bậy chứ có làm bậy, ta biết như vậy. Ý nghĩa của câu mật chú là như vậy: làm bậy, cứ chi mà làm vậy, ta biết như vậy đó. Thì cái bọn trộm nghe chàng thiếu niên này đọc câu chú, tưởng rằng ô chủ nhà giỏi quá, đã hay biết tất cả sự việc, cho nên sợ bị vây bắt, chúng mới tụt khỏi cái địa đạo, buông bỏ tất cả tài vật lại, mạnh đứa nào thì đứa đó giành đường thoát thân. Và khi thấy được tận mắt, bọn trộm tháo chạy và nghe tận tai tiếng của chủ nhà đọc cái câu chú ngữ, thì Đức Vua tiếp tục chuyến du hành quanh thành phố rồi quay trở về cung đình. Sáng hôm sau mới truyền cho nội thị phán bảo rằng hãy tới cái nhà kia tại cung đường nọ, phải thăm cái nhà mà bị kẻ trộm đào đường hầm chuông vào trong nhà tối hôm qua. Ở nơi đó có một cái vị thiếu niên du học ở Takasila trở về, người rước vị người đó vào trong triều này. Thiếu niên đã đi theo quân hầu vào triều kiết yết bái Đức Vua. Thì Đức Vua mới phán hỏi: này tráng sĩ, chấm nghe đồn rằng tráng sĩ du học tại Takasila đi trở về đã thọ giáo được một cái pháp thuật, phải không? Tâu bệ hạ: phải. Tráng sĩ hãy truyền cái pháp đó cho trẫm thọ giáo đi. Tốt lắm, tâu bệ hạ, xin bệ hạ hãy ngồi một cách đàng hoàng mà học cái pháp ngữ này đi. Đức Vua y lời, học câu mật chú, rồi ban cho thiếu niên 1.000 đồng tiền vàng và phán rằng: đây là tiền thầy tổ để đền công ơn tráng sĩ chỉ dạy. Lúc bây giờ, quan nguyên soái chủ mưu toan hành thích Đức Vua. Nguyên soái hỏi cái quan nội thị rằng: khi nào thì cầu lỗ cho vua? Thì người quan nội thị đó mới nói rằng: mai hay là mốt. Thì ông nguyên soái mới tặng cho cái vị đó 1.000 đồng tiền vàng và nói rằng: ta có việc, người tiếp tay giùm ta. Thì vị quan đó mới hỏi chuyện gì. Thì tới bữa đó, ngươi cứ giả như là cạo râu cho Đức Vua, mài con dao cho thật bén, rồi thừa dịp cắt cổ Đức Vua. Xong cái việc này thì ta hưởng được ngôi vị trời, ta phong cho ngươi giữ chức nguyên soái. Ô vị quan này quan hỷ nhận lời. Và tới cái ngày cạo râu cho vua, ông ta lấy nước thơm thấm ướt râu vua, mà dao cạo xong để của Đức Vua sắp sửa xuống tay. Nhưng mà ông ta sợ con dao chưa có bén, cho nên đứng qua một bên để liếc con dao. Rồi trong bụng tính thầm: cái dao cạo mau lục lắm, ta phải làm sao cắt một lát cho nó đứt lìa cái cuống họng của Đức Vua.
Và trong cái giây phút đó thì Đức Vua nhớ lại cái câu chú ngữ, mới đọc dược lại: làm bậy, cớ chi mà làm bậy, ta biết như vậy, ta biết như vậy. Ông quan nội thị này có tật mình, nghe Đức Vua thốt lên lời nói như vậy thì suốt một hôi tráng, lo sợ và nghĩ thầm: ô, Đức Vua đã biết hết công việc này rồi. Rồi cái viên phản thần này ném con dao xuống đất, quỳ một bên chân của Đức Vua. Những cái bậc vua chúa bao giờ cũng lanh trí đa nghi, thấy cái việc lạ, Đức Vua giả cách phẫn nộ quát mắng rằng: này cái tên nội thần Phản Phúc, ngươi tưởng lầm là trẫm chẳng hay biết gì hay sao? Muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ dung chế cho kẻ hạ thần. Đức Vua mới dịu giọng: thôi, khanh đừng sợ, tình thật khai báo đi. Muôn tâu bệ hạ, quan nguyên soái trao cho hạ thần 1.000 đồng tiền vàng và báo rằng ông cạo râu Đức Vua và cắt đứt cuống họng của Đức Vua đi. Hễ mà Đức Vua băng hà rồi, ta lên ngôi trời thì ngươi sẽ làm nguyên soái. Đức Vua nghe rõ sự việc, nghĩ thầm: nhờ ơn của vị giáo sư mà ta đã được toàn mạng. Đức Vua mới chịu quan nguyên soái vào triều và phán rằng: từ nay khanh không còn được ăn súng nữa. Vì trẫm không còn muốn thấy mặt của khanh, khanh hãy đi ra khỏi cái lãnh địa này, cái vương quốc này. Sau khi trục xuất quan nguyên soái, Đức Vua mới chịu vì giáo sư vào triều. Thưa giáo sư, nhờ giáo sư mà trẫm mới được tồn sanh, mới được tồn cái sinh mạng này. Và Đức Vua ban cho vị giáo sư rất là nhiều phẩm vật quý giá và phong cho vị giáo sư tước vị là thống lãnh đại nguyên soái. Vị giáo sư thời xưa là Chu Lấp Anh Thật Ca, mà Đức Vua này là Ananda, và vị sư trưởng thời gian đó chính là Như Lai. Sau khi kể hết câu chuyện tiền thân thì Đức Phật kết luận: này các vị kheo, xưa kia Chu Lấp Anh Thật Ca cũng từng thối dạ như thế, và xưa kia ta cũng đã từng giúp đỡ cho ông ta chiếm được cái tài sản của đang là như thế. Nhưng mà hôm nay giữa tăng chúng pháp thoại này được khởi lên thì quá thật thì khưu Chu Lấp Anh Thật Ca đã thành công là có được sự giúp đỡ của Đức Bổn Sư. Và Đức Phật nhân cơ hội này đã nói lên cái bổn sanh. Và này các tỳ kheo, trong giáo pháp của Như Lai, tỳ kheo nào mà tinh cần không thối chuyển cũng sẽ làm được chủ cả cái siêu thế pháp. Và Đức Phật đã thuyết lên câu Phật ngôn 25: nhiệt thành chánh niệm không ngừng, 6 căn 4 giới giữ gìn chẳng lơi, đất hòn đảo giữa biển khơi, vượt dòng nước lũ thật người trí minh. Và khi mà bài kệ này chấm dứt, nhiều vị tỳ kheo chứng đắc thánh quả, nhất là Đạo Quả Tu Đà Phật, toàn thể tăng chúng đều hưởng được lợi ích nhờ nghe lời pháp của bậc đạo sư. Trong câu Phật ngôn 25 chúng ta thấy rằng: chớ nghĩ mình ngu mãi chịu khờ, xem ngài tiểu lộ mới trí cơ. 4 hàng kệ học gần 5 tháng, 3 tận kinh thông chỉ nửa giờ. Trước mới còn dư nhân nghiệp chướng, sau do hết sạch bụi trần nhơ. Chuyên cần giữ đạo đừng suy xuyển, có lúc làm nên chuyện bất ngờ. Alo, duyên sự hôm nay dài quá hả? Quý vị thông cảm. Chúng ta kết thúc ở đây ha. Rồi, chắc chắn rằng có nhiều cái điểm quý vị thắc mắc. Và những cái thắc mắc đó thì quý vị sẽ đặt câu hỏi. Chúng ta sẽ thảo luận sau. Thời gian bây giờ cũng trôi qua 10 phút. Mong quý vị thông cảm. Và phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Phật, của Đức Phật. Chúng ta lấy đó là một cái tấm gương, là một kim chỉ nam để áp dụng cho cuộc sống của chúng ta được sự an vui, tiến hóa. Tại sao chúng ta ngu
vì quá khứ chúng ta đã làm những cái điều bất thiện, chọc quê người khác. Khi người ta học mà mình coi như là chọc quê để người ta mất cỡ, người ta không bỏ học, người ta trốn học, thì bây giờ cái quả là như vậy. Cho nên quý vị đến với đạo tràng, đó là một cái phước. Rồi chúng ta thích lễ sát tăng cho nhau, chứ không nên chọc quê người này, chọc quê người kia, đọc dở ẻ không cứ lên đọc hoài. Không nên nói như vậy ha. Nói như vậy sau này là coi giống như ngày Chu Lát Bên Tà Cá 4 tháng 5 tháng học không thuộc một câu kinh. Rồi xin kết thúc tại đây nha. Hôm nay thì thời gian đã lố quá, xin phép quý vị đóng rung luôn ha.